nhất phần khí trước. Phần khí thì đa phần nó có một đặc điểm chung của cái nhóm này, đấy là hầu hết các cái thuốc trong nhóm nó đều có chứa nhiều tinh dầu. Đó. Tinh dầu thì có những trường hợp nếu hàm lượng tinh dầu đủ để gây ra tác dụng điều trị thì người ta sẽ cố gắng bảo tồn cái lượng tinh dầu đó để có thể là có được cái tác dụng điều trị tốt nhất. Thế nhưng tuy nhiên cũng có một cái trường hợp là cái hàm lượng tinh dầu nó lại quá cao. Quá cao thì nó cũng dẫn đến là những cái tác dụng không được thuận lợi khi mà bệnh nhân sử dụng và có thể gây ra hiện tượng kích ứng chẳng hạn, thì người ta có thể là phải loại bỏ bớt một phần tinh dầu đi trước khi sử dụng. Đấy, thì đây là cái đặc điểm chung của toàn bộ các cái vị thuốc trong nhóm thuốc phần khí thì em cần phải nắm được trước. Nếu chúng ta muốn bảo tồn tinh dầu thì nó liên quan đến việc là trong quá trình chế biến các em sẽ không được dùng nhiệt, hoặc nếu như có thì chúng ta chỉ dùng nhiệt ở cái mức độ nhỏ, mức độ rất nhỏ thôi. Thế còn nếu như chúng ta muốn giảm kích ứng, ví dụ như là trong trường hợp mà mình chế vị thuốc là quế nhục chẳng hạn, quế nhục thì nếu như mà tinh dầu nhiều quá nó có thể xông lên làm nóng mắt chẳng hạn, làm cho bệnh nhân rất là khó chịu, thì mình có thể giảm kích ứng bằng cách là chúng ta sử dụng phụ liệu. Chúng ta sử dụng phụ liệu này có thể là phụ liệu gì, ví dụ như là phụ liệu tẩm chẳng hạn, thì quế nhục mình có thể đem tẩm với cả đức đồng tiện chẳng hạn, nó sẽ làm giảm bớt cái tính kích ứng nó đi. Thì còn có một số vị thuốc khác thì mình sẽ dựa vào phụ liệu, các cái phụ liệu có khả năng hút bớt tinh dầu trong quá trình chúng ta sao, ví dụ như cám chẳng hạn, cám nó sẽ có tác dụng là nó sẽ hút bớt một phần tinh dầu ở trong dược liệu trong quá trình mình sao. Thế thì tùy theo cái đặc điểm của vị thuốc như thế nào và mình sẽ quyết định là trong quá trình chế biến thì mình sẽ bảo tồn tinh dầu hay là mình phải rút bớt một phần tinh dầu đi để cho vị thuốc sẽ ôn hòa hơn và dễ uống hơn. Thì đấy là những cái đặc điểm chung về chế biến mà các em cần nắm được trước khi đi vào chế biến từng vị thuốc cụ thể. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu từng vị thuốc cụ thể trong cái nhóm thuốc phần khí này. Vị thuốc đầu tiên là một vị thuốc rất là quen thuộc, có tên là hương phụ. Đấy. Hương phụ, ngay cái tên của nó đã thể hiện là một vị thuốc có mùi thơm. Đấy, tên hương mà hương có nghĩa là thơm. Trong thành phần của vị hương phụ này có chứa tinh dầu tạo cho vị thuốc này có vị cay. Đấy, và trong quá trình mà chúng ta chế thì cái việc bảo tồn tinh dầu hay không thì lại mình vị thuốc này chúng ta không cần phải phải quá quan tâm, mà chúng ta quan tâm đến một số cái đặc điểm chế biến là liên quan đến hình thái của vị thuốc là chính. Bởi vị thuốc này thì bộ phận dùng của nó là thân rễ và nó nằm ở trong mặt đất, nó nằm dưới mặt đất. Tuy nhiên là có một đặc điểm là bên ngoài của cái lớp thân rễ này nó có rất là nhiều cái lớp áo bao bọc. Cái lớp áo này chính là những cái lá nó tiêu biến tạo thành vảy, nó ôm bao bọc bên ngoài của cái củ cỏ gấu này, cái củ hương phụ này. Đồng thời với lớp áo đó sẽ có rất là nhiều các rễ con. Đây các em nhìn thấy ở trên hình ảnh này, nó sẽ có rất là nhiều các cái rễ con bám vào cái củ này nhé. Thế thì khi mà chúng ta chế thì cái đầu tiên phải làm là các em phải loại bỏ cái tạp này đi. Để loại tạp là những cái lông lá này, rồi là những cái rễ con quá nhiều thì giống như là cửu tích là người ta sử dụng phương pháp đốt. Đối với hương phụ mình cũng có thể sử dụng phương pháp đốt. Chúng ta đốt lên thì toàn bộ cái lớp áo bên ngoài cũng như là lớp rễ con nó sẽ cháy đi. Đấy, và lúc đó thì nó sẽ bộc lộ ra cái củ ở bên trong để cho chúng ta thực hiện các giai đoạn tiếp theo. Đấy là cái về về đầu tiên là về cái hình thái nhá, thì chúng ta sẽ chú ý như vậy. Còn một vấn đề nữa, cái chế hương phụ, thì hương phụ đó là cái thuốc về phần khí với tác dụng là điều khí khai uất và thông kinh. Thế thì nó có một cái đặc điểm là nó sẽ quy vào kinh can và kiêm vào cả 12 kinh mạch khác. Thế thì trong trường hợp mà mình muốn điều khí và khai uất ở chỗ nào, ở kinh nào thì mình sẽ phải sử dụng một cái phụ liệu dẫn thuốc đến cái nơi đó. Thế cho nên khi mà chế biến hương phụ thì không phải chúng ta chỉ sử dụng một phụ liệu là giấm để tăng quy vào can, mà chúng ta sẽ sử dụng các phụ liệu khác tương ứng với các đường kinh còn lại. Để ví dụ nếu chúng ta muốn dẫn vào thận thì các em sẽ phải dùng muối. Đấy, muốn phát tăng tính phát tán thì phải dùng rượu. Đó, vân vân. Thế như vậy là với hương phụ thì có nhiều phụ liệu, cho nên trong chế biến hương phụ thì tùy theo cái số lượng phụ liệu mà người ta sử dụng, chúng ta sẽ có hương phụ tứ chế và hương phụ thất chế.
hương phụ tái chế có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng bốn loại phụ liệu để chế biến hương phụ. Thế còn hương phụ thất chế là các em sẽ sử dụng 7 loại phụ liệu. Như vậy việc của chúng ta là phải hiểu mỗi một loại phụ liệu đó nó có ý nghĩa như thế nào trong quá trình bào chế hương phụ. Có ý nghĩa như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái quy trình bào chế cụ thể của từng nơi một. Đầu tiên là cách bào chế theo Trung y. Theo Trung y thì người ta loại bỏ tạp bằng cách là rửa sạch dược liệu. Rửa sạch, sau đó là mài dược liệu ở trên đá nhám, sau đó sạch hết vỏ. Sau khi đã sạch rồi, chúng ta nhớ là cái cách làm của Trung y nhé, là người ta không đốt mà là người ta mài ở trên đá nhám, sau đó sạch hết vỏ. Đấy. Sau khi mà đã sạch hết vỏ rồi, lúc đó sẽ ngâm ngâm cái vị thuốc của mình vào trong nước tiểu của trẻ em để cho nó thấm và nó mềm vị thuốc của mình ra. Đấy, thấm mềm. Sau khi nó đã mềm rồi thì chúng ta tiến hành lấy vị thuốc ra và phơi khô. Sau đó khi dùng thì giã nát hoặc có thể là đem sao lên để dùng. Đấy, và theo quan điểm của Trung y thì người ta có thể thay thế nước tiểu bằng muối này hoặc là bằng giấm hoặc là bằng rượu hoặc là tùy theo từng trường hợp cho trước, những từng trường hợp mà người ta định trước, ví dụ như là tùy theo cái trường hợp mà người ta bắt mạch của bệnh nhân, người ta thấy là cần phải điều trị với các loại thuốc mà quy vào đâu thì người ta sẽ dùng các cái phụ liệu tương ứng để người ta chế biến. Như vậy Trung y tóm lại là quy trình bào chế là loại tạp, tẩm phụ liệu, sau đó là phơi khô và giã nát. Đấy, quy trình chung của Trung y sẽ là như vậy. Còn phụ liệu có thể dùng để là nước đồng tiện, muối, giấm và rượu. Đấy, có thể dùng một trong bốn cái đó. Chứ người ta cũng không nói là trộn bốn phần vào với nhau, đúng không? Trộn bốn phần phụ liệu vào với nhau, người ta không nói giống như Việt Nam như vậy. Mà người ta chỉ đề cập đến giai đoạn chế biến là gồm có các bước chính là loại tạp, tẩm phụ liệu, phơi khô, giã nát để dùng. Đó, có thể đem sao nếu cần. Thế còn theo kinh nghiệm của Việt Nam, theo kinh nghiệm của Việt Nam nhé, theo kinh nghiệm của Việt Nam thì chúng ta chế biến bằng cách là chúng ta phơi khô, sau đó khi dược liệu đã khô rồi thì mình sao, đem vào sao tới khi nó cháy lông và rễ con. Sau khi nó cháy lông và rễ con nhé, cháy lông và rễ con thì lúc đó có thể đem vào trong chảo tiếp tục sao cho dược liệu cháy đen. Sau dược liệu cháy đen để tạo thành hương phụ thán. Còn một cách nữa cũng dùng để làm sạch lông và rễ con, nhưng mà không phải là chúng ta sao cháy mà chúng ta chế thành hương phụ mễ, đấy chính là chúng ta phơi khô dược liệu lên, sau đó là giã với chấu cho nó trụi hết lông và hết vỏ đi. Đấy, sau đó là chúng ta muốn làm hương phụ thán thì chúng ta làm. Như vậy là kinh nghiệm Việt Nam thì có đưa ra hai cái cách để loại tạp, không giống như Trung y. Trung y thì chỉ có mài đá nhám thôi, nhưng mà Việt Nam thì loại tạp bằng hai cách, một là phơi và đốt, hai là giã với chấu thì gọi là hương phụ mễ. Sau khi đã loại hết cái tạp bên ngoài rồi thì đem ra, có thể là đem sao đen thì gọi là hương phụ thán. Đấy là theo kinh nghiệm Việt Nam nhé. Như vậy là nếu như theo kinh nghiệm Việt Nam mà dừng lại ở đến cái chỗ này thì coi như chúng ta cũng không có dùng phụ liệu gì cả, và lúc này thì nó chưa thể hiện cái mục đích mà chúng ta bào chế là làm tăng tính quy kinh của vị thuốc. Tuy nhiên thì trong hiện Việt Nam thì ngoài cách chế biến như vậy, nó còn một cách chế biến rất là quan trọng, đó là chế thành hương phụ tứ chế. Hương phụ tứ chế. Hương phụ tứ chế bằng được chế bằng cách là lấy 1 kg hương phụ, sau đó chia ra làm 4 phần. Chia ra làm 4 phần. Một phần tẩm với giấm, một phần tẩm đồng tiện, phần tẩm muối và một phần tẩm rượu. Trong 3 phần này thì riêng cái phần tẩm rượu này thì chúng ta sẽ sao khô, sau đó chúng ta mới tẩm. Thế còn 3 cái phần còn lại thì chúng ta đều tẩm, sau đó là sao? Tẩm sau đó sao? Sau khi sao xong thì giã dập để dùng. Đó. Đấy là cái cách để chế hương phụ tứ chế nhé. Còn hương phụ ở thất chế thì người ta có thêm vào một số phụ liệu khác, ví dụ như là cam thảo chẳng hạn. Đó, thêm vào một số phụ liệu khác, cam thảo, lúc vo gạo. Thêm vào tùy theo từng mục đích mà người ta thêm nhé. Thế còn đây chúng ta dừng lại ở hương phụ tứ chế thôi. Tát cho cô xem cái sự biến đổi của vị thuốc nhé, sự biến đổi của vị thuốc trước và sau việc bào chế đây. Đây là vị thuốc hương phụ
khi nó còn ở trong vườn dược liệu, nó còn trong vườn dược liệu như này đấy. Và đây là hình ảnh của cái củ hương phụ khi mà người ta nhổ lên đấy, thì nó gồm có rất là nhiều những cái vỏ bên ngoài cũng như là các cái rễ con nó bám bên ngoài như thế này. Và nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải loại bỏ những cái phần tạp chất này đi đấy. Và như vừa rồi nói rồi, chúng ta có thể giã với chấu này, hoặc là chúng ta đem đốt đó, hoặc là chúng ta sao cho nó cháy đi đấy. Vậy cho nên là sau khi mà mình nếu đấy là cái cách làm phổ biến nhé, cách sao cháy ấy và cách đốt ấy là cách làm phổ biến. Nên nếu mà làm theo cách đó để loại tạp, cái làm phổ biến ở Việt Nam mà làm theo cách đó để loại tạp, thì sau khi chúng ta rửa sạch phần tro bụi đi thì cái củ hương phụ nó sẽ là như thế này đấy. Đấy nhá, nó sẽ có màu đen. Và nếu như chúng ta cho tay vào chúng ta sờ thử thì các em sẽ thấy là có cái vết màu đen từ cái củ này nó dính vào tay mình, giống như là một cái cục than mà mình đun lên, nó đốt lên đấy, thì nó vẫn còn cái dấu vết của cái muỗi đó, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đó là cái hình ảnh của củ hương phụ mà mình đã loại tạp bằng phương pháp sao sao lên hoặc là đốt cháy. Rồi chúng ta kết thúc cái vị hương phụ ở đây nhá, ta chuyển sang vị thuốc tiếp theo là trần bì. Trần bì hay còn gọi là vỏ quýt, vỏ quýt. Xin lỗi các em một chút nhé, để cô. Rất là đơn giản, nó có lẽ là chúng ta lại hơi chủ quan một chút. Với vị thuốc trần bì, về cơ bản khi khi chế thì chúng ta chỉ cần là lấy vỏ này, sau đó là chúng ta thái phiến thôi, là chúng ta đã có thể dùng rồi. Tuy nhiên xét về tác dụng, xét về tác dụng của trần bì nhé, thì ở đây tác dụng của nó là điều quy vào vị và phế, là chữa các bệnh về tỳ vị và chữa các bệnh về phế, đúng chưa nào? Thế thì sẽ có sự khác nhau về vị thuốc này, sẽ có sự khác nhau về vị thuốc khi mà chúng ta sử dụng nó để điều trị các bệnh về vị và sử dụng nó về các bệnh để chữa các bệnh về phế. Trong quá trình chế biến nó sẽ thể hiện rất rõ cái điểm đó. Cụ thể là theo cả quan điểm bào chế của Trung y hay là của Việt Nam thì người ta đều đưa ra cái hai trường hợp. Đấy là nếu trong trường hợp nếu chúng ta muốn chế vị thuốc này để chữa các bệnh về tiêu hóa thì mình sẽ để nguyên cả cái xơ trắng của vỏ quả. Chỉ cần thái phiến và phơi sấy khô là được. Đó. Còn trường hợp nếu chúng ta muốn chữa các bệnh về phế thì lúc đó chúng ta cần làm tăng cái lượng tinh dầu trong tổng lượng thuốc lên. Lúc đó mình sẽ phải gì? Mình sẽ phải loại bỏ cái xơ trắng này đi bằng cách là muốn cạo xơ trắng thì chúng ta phải làm mềm vị thuốc ra, làm mềm vị thuốc bằng cách ngâm vị thuốc này trong nước, vâng ạ. Đấy, sau đó là khi mà nó mềm, xơ trắng nó đã mềm ra thì chúng ta cạo hết xơ trắng và chỉ giữ lại cái phần túi tinh dầu ở phía bên ngoài của vị thuốc thôi, và lúc đấy mới phơi hoặc là sao hay là sấy khô để dùng. Đấy, Trung y đưa ra hai cách bào chế như vậy. Thì với quan điểm bào chế của Việt Nam thì nó cũng hoàn toàn tương tự, đó là nếu như mà chữa các bệnh ở tỳ vị thì mình cũng làm như thế, mình để nguyên cả xơ trắng và mình thái nhỏ phơi qua hoặc là sấy cho khô. Thế còn trường hợp mà chúng ta muốn chữa các bệnh về phế thì chúng ta sẽ rửa sạch và cạo bỏ cái lớp trắng vào bên trong, sau đó thái nhỏ phơi khô. Nếu chúng ta muốn làm tăng các tác dụng luyện phế lên thì có thể làm thêm một thao tác nữa, đấy là tẩm mật ong. Tẩm mật ong hoặc là tẩm muối ta sao qua lên để tăng tác dụng điều trị khi điều trị các bệnh về phế. Đấy là về cách bào chế của trần bì nhé, thì các em chỉ cần phân biệt cho cô hai cái trường hợp như vậy thôi đó. Và chúng ta có thể quan sát hình ảnh ở đây nhé. Hình ảnh đây là hình ảnh của vị thuốc sau khi chúng ta chế, thì một hình ảnh ở phía bên tay trái này thì các em nhìn thấy là nó chính là cái vỏ quýt mà người ta đã cạo bỏ hết cái lớp xơ trắng này, cạo bỏ hết lớp xơ trắng nhé. Đấy, và nó sẽ có tác dụng là điều trị các bệnh về phế rất là tốt. Thế còn trường hợp thứ hai ở đây là chúng ta để nguyên cái lớp xơ trắng thì cái này chúng ta dùng để chữa các bệnh về tỳ vị, thế nào? Ta kết thúc cái vị thuốc trần bì ở đây nhá, chuyển sang vị hậu phát. Hậu phát này thì đơn giản thôi, không có gì khó cả, nên là cô sẽ đi sơ qua thôi nhá. Với vị hậu phát này chúng ta dùng bộ phận lá vỏ cây, thế nên là đầu tiên các em cũng phải chú ý về sơ chế là chúng ta phải cạo bỏ cái lớp bì thô ở phía bên ngoài đi. Đấy, sau đó là để làm tăng các tác dụng của vị thuốc này, tăng tác dụng làm
cho vị thuốc có cái tác tăng tính ấm lên. Đấy thì là mình sẽ có thể dùng thêm gừng nhé, dùng thêm gừng để tẩm vào, thế sau đó là đem sao qua dùng. Trên hình ảnh nhé, trên hình ảnh chính là cái mục đích bào chế của hộ pháp. Khi mình bào chế cái vị thuốc này thì có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là chế để làm tăng tác dụng, thế giải thích do cái việc là tại sao chúng ta lại phải tẩm gừng ở đây. Khi mà mình tẩm gừng vào thì nó sẽ làm tăng cái tính ấm lên, cho nên là nó sẽ làm tăng cái tác dụng trừ hàn thấp, trừ đầy trướng đấy, cho nên là cái công năng hạ khí tiêu đờm của vị thuốc cũng tăng, và đồng thời là nó lại tăng cả được tác dụng là chữa các bệnh về đầy trướng này, trong trường hợp mà bụng bí tích, đầy trướng, nôn mửa chẳng hạn, hoặc là ho có nhiều đờm, thì trường hợp đấy chúng ta tẩm thêm gừng vào thì nó sẽ làm tăng cái tác dụng đó, tăng tác dụng điều trị của vị thuốc. Đấy là mục đích đầu tiên mà người ta phải chế hộ pháp với cả gừng nhé. Thế còn mục đích thứ hai là chúng ta chế để làm giảm cái tính ấm, xin lỗi, làm giảm cái tính kích thích của cổ họng. Bởi vì là khi uống hộ pháp thì cái phần tinh dầu ở trong nó ấy, nó có thể gây ra kích ứng ở cổ họng. Thế cho nên khi mình chế với gừng thì nó sẽ giảm bớt, gừng nó thơm mà, nó có thể khử được một số cái tính kích thích đó, thì là chúng ta có thể kết hợp với gừng thì nó sẽ làm giảm bớt cái tác dụng phụ khi mà uống. Đấy là về mục đích bào chế của hộ pháp là như vậy. Từ mục đích đó thì người ta mới đưa ra cái quy trình bào chế là chúng ta tẩm với nước gừng và chúng ta sao qua. Đấy, về hộ pháp thì nó chỉ đơn giản như vậy nhé. Thế nên là tôi chỉ dừng lại ở đây thôi. Đã chuyển luôn sang cái vị thuốc tiếp theo là ớt kim. Ớt kim chính là một tên gọi khác quen thuộc hơn, chính là củ nghệ, đúng chưa nào? Thế trong cái củ nghệ này nhá, thì nó chứa rất là nhiều curcumin, có chứa ba chất chính là cái này. Curcumin là một cái chất mà có màu vàng. Vị thuốc này thì ngoài cái việc đưa vào là một vị thuốc cổ truyền trong cái thang thuốc, thì người ta còn làm dùng nó làm nguyên liệu để chiết xuất ra curcumin với các kích thước khác nhau. Và bây giờ cái dạng curcumin tốt nhất là cái nano curcumin, nó có tác dụng chống oxy hóa, làm lành vết loét và điều trị một số cái bệnh liên quan đến nguyên nhân do oxy hóa, như là bệnh tim mạch, rồi là các bệnh về dạ dày, như thế nào là chúng ta hay dùng cái hóa chất đó. Thế còn trong trường hợp này thì mình chỉ xét đến cái vị ớt kim được sử dụng trong các cái thang thuốc y học cổ truyền. Thì khi sử dụng trong các thang thuốc y học cổ truyền thì cái tác dụng chính của nó là giải uất hành khí và lương huyết phá ứ. Cho nên nó dùng để điều trị các bệnh như là nôn ra máu, đổ máu cam, rồi là đái ra máu, rồi kinh nguyệt nghịch lên gây ra đau ngực, đau bụng, rồi là vàng da, hay là trường hợp chúng ta muốn làm cho vết thương nhanh lên da non thì chúng ta sẽ dùng nó. Thì cái này nó liên quan đến cái tác dụng của Tây y. Ví dụ trong trường hợp này người ta nói là điều trị thổ huyết. Thổ huyết thì một trong những cái triệu chứng của cái bệnh loét dạ dày tá tràng ấy, là bệnh nhân có thể nôn ra máu. Đấy thì nó cũng sẽ liên quan đến cái tác dụng như vậy. Thì để điều trị loét dạ dày tá tràng thì theo Tây y thì người ta lại nói là gì? Cái tác dụng của curcumin ấy, một trong những tác dụng của nó là làm nhanh liền vết loét, làm cho cái vết thương nó nhanh liền. Đó, cho nên nó có thể điều trị được cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng rất là tốt. Thế còn trong đông y của mình thì mình nói tác dụng của nó là giải giải uất hành khí và lương huyết, đồng thời phá ứ ra, nên nó sẽ có một số cái tác dụng tương ứng như thế. Vậy thì khi bào chế cái vị này thì có gì cần lưu ý không? Mục đích bào chế rất là đơn giản, bình thường chúng ta chỉ cần làm khô làm thơm và chia nhỏ vị thuốc ra thôi đó. Còn cái thứ hai, nếu chúng ta muốn làm tăng tác dụng hành huyết thì lúc đó chúng ta mới chế vị thuốc với đồng tiện. Cụ thể về phương pháp chế, theo trung y thì chúng ta chỉ cần là lấy củ, loại bỏ tạp chất, phơi khô, sau đó sấy giòn tán bột, hoặc là đốt tuần tính và tán bột. Thế còn theo kinh nghiệm của Việt Nam, thì chúng ta có thể dùng sống hoặc là tẩm đồng tiện sao. Dùng sống thì chúng ta rửa sạch và ngâm trong 2 đến 3 giờ, sau đó là ủ mềm và thái mỏng và phơi khô. Thế còn tẩm đồng tiện thì các em nhớ là nếu muốn tẩm nhất thì là chúng ta không phải là tẩm giống như là bình thường là mình thái phiến sau đó mình tẩm, mà riêng đối với vị thuốc này thì mình sẽ ngâm ngâm trong nước đồng tiện 3 ngày đêm, và mỗi ngày chúng ta thay đồng tiện một lần. Khi ngâm xong thì lúc đấy mình đem thái lát phơi khô và đem sao vàng đó. Thì cái cách mà chúng ta tẩm đồng tiện của vị thuốc này nó khác hơn so với cả các vị thuốc khác ở chỗ đấy.
là mình ngâm, sau đó là mình mới thái phiến phơi khô chứ không phải là ngược lại. Đây, các em có thể quan sát hình ảnh của vị thuốc trước và sau khi bào chế đây. Trước bào chế đây, nó là cái tụ màu vàng như thế này, rửa sạch, phơi khô. Đấy, và khi chúng ta chế chúng ta thấy thành phiến như thế này dùng. Rồi, đã kết thúc cái vị ớt kim ở đây nhá, và chúng ta chuyển sang vị tiếp theo là lệ chi. Lệ chi là quả vải, cái quả này thì cũng rất là quen thuộc, và cách chế biến là chúng ta lấy cái cùi của quả thôi và chế biến như là chế long nhãn, không có gì phức tạp cả, nên phần này cô sẽ bỏ qua để chúng ta tự đọc thôi. Vị thuốc ô dược, ô dược cũng vậy nhé, ô dược cũng đơn giản không có gì cả, nên là chúng ta sẽ tự đọc. Ta chuyển sang một vị thuốc nữa, vị thuốc này thì nó thể hiện rõ hơn là vị thuốc phần khí. Đấy là cái phần tinh dầu của nó có rất là nhiều, đấy chính là mộc hương. Mộc hương là một cái cây rất là quen thuộc, cái cây này thường dùng ở trong đền chùa này, và trong các gia đình người ta cũng rất ưa dùng. Ngày xưa trong một số cái gia đình quý tộc này, các gia đình giàu có ấy, là người ta mới trồng cái cây này, vì là cái cây này buổi tối nó tỏa ra cái mùi hương rất là dễ chịu. Đấy, không chỉ có hoa có mùi thơm mà trong cả rễ của nó cũng có mùi rất là thơm. Vậy thì trong đông y chúng ta sẽ dùng cái rễ của cái cây này, rễ của cây mộc hương. Trong rễ của nó có chứa dầu thơm, chất nhựa là chính, và chính vì có chứa tinh dầu như vậy nên là nó tạo nên cho vị thuốc một cái vị đắng the và tính ôn, với tác dụng là hành khí, kiện tỳ và vị. Với vị thuốc này khi chúng ta chế biến thì cái quan trọng nhất là mình phải giữ được cái phần khí của nó, cho nên chúng ta có thể dùng sống, bằng cách phơi khô, thái phiến và phơi khô. Nếu dùng sống thì tác dụng chính của nó là điều khí. Thế còn nếu chúng ta muốn muốn cho chặt ruột thì chúng ta sẽ bọc bột nướng chín, Thế theo lý thời dân nói là muốn cho chặt ruột thì chúng ta bọc bột, chúng ta nướng chín. Còn theo cách làm theo kinh nghiệm Việt Nam, thì chúng ta rửa sạch và phơi bóng râm cho khô. Thế sau đó là chúng ta thái mỏng tán bột, và khi dùng thì chúng ta mới cho nó vào trong thuốc thang thôi, quấy đều lên mà uống thôi. Như vậy là về cơ bản là vị thuốc này vẫn là dùng sống, nếu theo kinh nghiệm Việt Nam là chúng ta dùng sống và bảo tồn nguyên vẹn cái phần tinh dầu đó bằng cách là tán thành bột và khuấy cái bột đó vào thuốc thang để uống, chứ không không có sắc đó. Đấy là theo kinh nghiệm Việt Nam nhé. Rồi tiếp tục đến một vị nữa là chỉ thực. Cái chỉ thực này thì nó là quả non của cây cam chua, quả non này khi chúng ta chế thì có thể chế bằng hai cách, một là sao giòn, hoặc là sao với cám, với tác dụng tiêu tích, chữa bệnh về tiêu hóa. Cách thứ hai để chế là mình sao cháy, lên để làm tăng tác dụng chỉ huyết và trị rét. Về mục đích bào chế vị thuốc này thì cũng quá đơn giản rồi, nó chỉ là làm khô, làm thơm và loại tạp. Cụ thể thêm một điều có lưu ý là nếu mình muốn rút bớt cái tinh dầu để làm giảm cái tính kích thích của vị thuốc, làm tăng tính của kinh tỳ, thì khi đó là mình sẽ đem sao vị thuốc này với cám để vừa rút bớt tinh dầu để giảm bớt kích thích, và đồng thời là sao với cám nó sẽ làm tăng tính quy tỳ. Thế còn nếu như mà chúng ta làm tăng cái tác dụng chỉ huyết thì chúng ta đem sao cháy vị thuốc đây. Theo trung y thì người ta bào chế bằng cách này, em chú ý một chút nhé, là về theo cái cách mà người ta thái phiến ấy, thì theo trung y là người ta chỉ cần bổ đôi thôi, bổ đôi quả sau đó là phơi khô và bỏ cái hạt đấy đi rồi đem sao qua để dùng. Thế còn theo cách làm của Việt Nam thì mình không không có bổ đôi như vậy, mà mình rửa sạch này, sau đó là chúng ta ủ mềm thái phiến mỏng hoặc là chúng ta bào mỏng, để các em có thể quan sát cái hình ảnh của chi thực này. Bởi vì cái quả này nó non nên là mình dễ, rất là dễ bào thái, khi khi mà nó chưa khô cứng hẳn thì mình rất dễ bào thái. Thế sau khi mà chúng ta bào thái và phơi khô xong thì mình có thể là đem sao với cám, giống như là trung y thôi, là sao với cám, hoặc là chúng ta đem sao cháy, tùy theo từng mục đích chúng ta sử dụng. Đấy, thì để nhận thức vị thuốc này thì mình có thể gặp cả hai trường hợp, các em có thể gặp cách bào chế theo trung y thì là nó là một nửa của quả, thế còn nếu mà bào chế theo kinh nghiệm Việt Nam thì nó là từng cái phiến mỏng như thế này, phiến bào mỏng như thế này. Đấy, còn tùy theo mục đích chúng ta dùng, nếu mà tăng tác dụng tiêu tích thì mình sẽ
chế nó với cám, sao với cám. Còn nếu mà muốn tăng tác dụng trị huyết thì mình sẽ sao trái ung tính và tán bột. Về chỉ xác, chỉ xác thì nó cũng là cái quả cam chua thôi, nhưng nó là quả già. Đấy, nó là quả già và cách chế biến cũng tương tự, nên phần này chúng ta tự đọc nhé, cô không nói nữa. Tiếp đến vị tiếp theo là trầm hương. Cái trầm hương này nó là gỗ của nhiều cây, gọi là cây trầm. Cái cây trầm này nếu mà là cái cây loại cây tốt nhất ấy, nó phải là cây tự nhiên, sống trong tự nhiên và có tuổi đời từ 30 năm trở lên mới là một cái cây tốt nhất. Thế nhưng thực tế là cái giống trầm tự nhiên đó bây giờ gần như là đã tuyệt chủng, và chúng ta đang lai tạo tạo ra một cái giống trầm ở các vùng như là vùng Quảng Bình. Thì cái trầm đó người ta gọi là trầm gió. Cái trầm gió này là một cái loại trầm mà có một cái đặc điểm, có những cái thành phần cũng như là cái tính chất của gỗ là tốt nhất theo đến bây giờ. Và hầu hết các cái cơ sở mà người ta làm các cái đồ thủ công mỹ nghệ như là vòng này, rồi là các cái đồ thủ, các cái đồ về hàng nội thất này, đấy, rồi là kể cả là hương trầm này, thì hầu như là người ta đều lấy nguyên liệu là gỗ của các cây trầm gió trồng từ Quảng Bình. Thế còn cái cây trầm mà sống trong tự nhiên ấy, thì là cái cây mà nó có mùi thơm rất là đặc biệt và tồn tại rất lâu. Người ta mô tả rằng là nếu như chúng ta để một cái miếng gỗ trầm ở trong trong nhà thì cứ vào trong nhà là chúng ta ngửi thấy mùi thơm. Đấy, nó quý đến mức như vậy, cho nên là cái gỗ đó khi mua thì người ta tính theo theo lạng, theo gam, theo lạng, giống như kiểu mua vàng ấy, chứ không phải là tính theo khối như là gỗ thông thường. Và nếu như một người mà tìm được may mắn mà tìm được một cái cây đó thì coi như là đổi đời, mà nó không khác gì tìm tìm được một cái cây vàng thật. Đấy, đó là một cái loại gỗ cực kỳ quý, và chính vì quý như vậy cho nên bây giờ nó tuyệt chủng và chúng ta chỉ còn lại cái vùng trầm gió của Quảng Bình này thôi. Và khi sử dụng thì để làm thuốc thì người ta chủ yếu là dựa vào cái thành phần tinh dầu ở trong cái trầm hương này thôi. Thành phần tinh dầu này có tác dụng giáng khí, làm mạnh nguyên dương và hạ đờm, cho nên nó dùng trong điều trị thì cũng không phải là một cái tác dụng thần kỳ gì cả, mà chỉ là một vị thuốc để trị nôn mửa đau bụng thôi đó. Vậy thì khi mà chúng ta bào chế cái vị này thì có gì đặc biệt không, thì mình liên hệ lại với cả cái vị mộc hương hồi nãy. Khi bào chế mình cũng sẽ phải giữ lại cái phần tinh dầu trong vị thuốc đấy, cho nên là chúng ta cũng sẽ nghiền nó thành bột, và khi dùng thì mình sẽ phối hợp nó với các cái với cả cái nước thuốc thang trước khi chúng ta uống. Đấy là về cơ bản và cách chế trầm hương là như vậy nhé. Rồi chúng ta kết thúc cái vị trầm hương ở đây, ta chuyển sang vị tiếp theo là cam thảo đi. Cam thảo, cam thảo thì các em nhớ là có hai loại nhé, là cam thảo nam và cam thảo bắc. Cam thảo nam và cam thảo bắc thì trong trong trường hợp này chúng ta, trong bài này chúng ta chỉ đề cập đến cam thảo bắc thôi. Cam thảo bắc là một vị thuốc có nguồn gốc là rễ của cây cam thảo. Đấy, trong đó thì thành phần chính của nó là glycyrrhizin với tỷ lệ từ 6 đến 14%. Đó. Tác dụng chính của cam thảo là bổ tỳ, nhuận phế, bổ tỳ nhuận phế, ích tinh và điều hòa các vị thuốc do nó quy vào 12 kinh. Đấy, do đó người ta dùng cái cam thảo này giống như là vị thuốc có vai trò làm sứ, làm dẫn thuốc trong hầu như các thang thuốc là chúng ta đều có thể đưa nó vào. Khi chế biến thì chú ý ba cái trường hợp có thể sử dụng. Một là dùng sống, cam thảo dùng sống thì tác dụng chính là thanh nhiệt giải độc, tiêu khát, trị ho, viêm cổ họng. Đấy, nếu mà chúng ta bị ho viêm có khi chúng ta chỉ cần ngậm phiến cam thảo, đúng không? Ngậm kha tử đó, đấy là nó có đã giảm ho rất là nhiều. Thế còn cái tác dụng, cái trường hợp dùng thứ hai là trường hợp chúng ta sao vàng cam thảo lên. Sao vàng thì tác dụng bổ tỳ sẽ được tăng lên, để dùng điều trị trong trường hợp là tỳ hư gây ra tiêu chảy thì ta sẽ sao vàng thơm cam thảo và phối hợp nó với các vị thuốc khác. Trường hợp thứ ba là tẩm mật sao. Tẩm mật sao thì nó sẽ làm tăng tác dụng nhuận bổ, tăng tác dụng bổ nhuận phế cho vị thuốc. Đấy, tóm lại là có ba cách dùng của cam thảo là có thể dùng sống này, có thể sao vàng hoặc có thể tẩm mật sao. Đấy, có ba cái cách dùng như vậy. Cụ thể cái cách bào chế như sau. Theo Trung y thì người ta đưa ra ba cái phương pháp bào chế cam thảo. Một là bào chế ra phấn cam thảo. Phấn cam thảo, phấn cam thảo được bào chế với rượu bằng cách cạo bỏ sạch cái vỏ ngoài, sau đó là ngâm rượu khoảng
1 giờ. Đấy, ngâm rượu 1 giờ, sau đó lấy ra ủ khoảng 12 giờ rồi thái mỏng. Thái mỏng 2 ly và phơi khô. Ở đây chúng ta chú ý cách thái phiến cam thảo nhé. Em nhìn vào đây. Chúng ta nhìn vào đây này. Thái phiến cam thảo này thường, cách thái phiến thường nhất là thái phiến chéo. Trừ khi sau khi thái phiến xong, người ta muốn tán bột, thì lúc đấy là người ta mới thái phiến tròn. Đó. Cái thứ hai là lão cam thảo. Lão cam thảo được chế bằng cách là ngâm nước khoảng 4 giờ. Mùa đông thì ta có thể ngâm lâu hơn, ta có thể ngâm một đôi 8 giờ hoặc là qua đêm. Đấy, sau đó ta ủ kín cho mềm và đem thái mỏng và phơi khô. Trường hợp thứ ba là chế ra chích cam thảo. Chích cam thảo đây là ta chích cam thảo chích mật ong. Để chích cam thảo thì chúng ta rửa qua, ủ mềm và thái mỏng cam thảo. Sau đó lấy mật ong, thêm một phần nước vào mật ong để pha loãng mật ong ra. Nấu sôi rồi tẩm vào cam thảo. Đấy. Sau khi tẩm xong thì chúng ta lấy ra để xe một lúc rồi đem sao vàng. Sao vàng tới khi mà sờ không dính tay là được. Đó, đấy là cái cách mà người ta mô tả. Thế còn trong thực tế thì mình có thể làm như thế này cho dễ này. Chúng ta cũng pha loãng mật nhưng mà ta không cần phải nấu sôi lên rồi mới tẩm vào đâu. Mà chúng ta pha loãng xong là các em có thể là đem tẩm tẩm luôn. Tẩm luôn để khoảng 2 giờ cho nó thấm vào. Sau đó là người ta đem lên chảo sao. Sao tới khi sờ không dính tay là được. Đó là cách làm chế biến cam thảo. Và cách làm này là cái cách các cái phương pháp mà chế biến cam thảo này theo Trung Y là những phương pháp mà nó tương đối là dễ học và cũng rất là điển hình, thì khi học thì các em nên học theo cách bào chế cam thảo theo Trung Y nhé, phấn cam thảo, lão cam thảo và chích cam thảo. Thế còn cách bào chế của Việt Nam thì về cơ bản cũng giống như vậy, thì các em có thể tham khảo thêm nhé. Rồi chúng ta kết thúc các vị thuốc của cái nhóm thuốc phần khí ở đây nhé. Về cơ bản là đến đây là chúng ta đã nắm được các vị thuốc quan trọng rồi. Còn những vị thuốc nào mà còn lại mà chúng ta chưa có thời gian để nhắc đến thì các em có thể đọc thêm ở trong sách nhé. Chúng ta kết thúc các vị thuốc thuộc nhóm thuốc phần khí ở đây.